Vâng, sẽ đến với trận thi đấu thứ hai C5. Vâng, như vậy xuất hiện được map đầu mà những cây gỗ đầu tiên thì như không có tại nhà gần chính gì vậy. Ở đây một cây gỗ. Vâng, nó không quá gần, bây giờ đầu tiên đã thấy rồi. Như vậy vẫn là trận thi đấu mà có gỗ xa. Đấy, cảm giác rất nhiều bài đấu mà những cây gỗ đầu tiên nó không được gần. Đây bãi quả, một bãi quả đẹp. Vâng, 6 cây. Oklahoma?
Alo, chúng ta quay lại với trận thi đấu thứ hai C5. Vâng, đây là một trận thi đấu mà kia kia. Vâng, đội 1 có chỉ số dò 25% thôi. Vâng, cũng khá rộng trong bắt đầu này, nhưng có lẽ vẫn là một thời trận nhiều đánh tại nhà. 27 dần. Vâng, 26 cộng 1 dành cho Hoàng Minh Nhi. Vâng, đây là trận đấu mà cái hướng, vâng cái hướng từ 6 giờ lên, vâng đang một thế bài không rộng dành cho Hoàng Mai Nhi. Vâng, không biết là săn mép từ 12 giờ xuống cái thế bài anh đã kín chưa. Còn mặt bên này nhà BA thì chịu sự bảo kê từ những dãy nhà BA thì không xoắn đâu. Vâng, BA, BBBM, vâng thêm một chiếc nhà BA sẽ kín mặt bên này. Một bài đấu mà nhà anh Zidane Hoàng Mai Nhi là rất rộng. Vâng, vẫn còn phải đầu tư những chiếc nhà BA tại cái sát mép từ 12 giờ này. Vâng, mặt trên kia vẫn cần phải đầu tư và sẽ là điểm yếu nếu như mình răng những chiếc nhà BA tại đây. Vâng, nguyên một mặt bên này trống. Vâng, nếu như trận thi đấu này NO1 không phát hiện ra cái điểm yếu trên kia. Vâng, như xuyên suốt trong 4 set đấu tôi cảm giác NO1 cũng là một game thủ không có tình huống đi vòng và đi những turn đi ảo đâu. Vâng, đời 2 thì lên ngang phèo, nhưng mà đời 3 là Hoàng là game thủ nô 1 lên đời sớm hơn một chút, nhưng mà không quá nhiều. Vâng, đẩy thẳng tuần công đầu tiên 4 con, vâng cặp ngay 5 nhà BA. Vâng, tuần đi đấu mà 4 con công rửa đâm ngay vào 4-5 con công rửa của người cầm 4 tuần này 1-0. Vâng, 0-1 về tỷ số điều rờ. Vâng, cảm giác đều trận đấu mà nhà A của người cầm 4 xây lên thiết kế cũng khá cao thì phải. Vâng, chỉ lên đời sớm hơn một chút thôi, đập ngay vào tuần này. Vâng, đi ra chớm đi ra đây đã gặp ngay tần vừa đầu tiên rồi. Đây, đầy nhà của NO1. Một bài đấu sẽ là những chiếc nhà bè hay thủ là thầy gần nhau. Đây, dụng chính. Vâng, bài NO1 cũng sơi xấu này. Vâng, bài NO1 cũng là bài đấu rộng. Vâng, trận đấu mà mình đang bị mất những tuần cung rờ đi lẻ khá nhiều. Vâng, NO1 là người chủ động đứng cung. Cảm giác NO1 cũng đứng quân khá hay. Một trận đấu rất khỏe dành cho NO1 khi vào thời điểm bằng một con cung rờ lọt vào trong nhà chính. Vâng, đã là một vòng ruộng tại nhà chính dành cho NO1. Vâng, tình huống đấu quân. Vâng, NO1 hơi giòn rén tờ này thì phải. Vâng, không dám đứng lại thi đấu. Vâng, 5 nhà BA. 5 nhà BA nhưng vừa rồi tôi thấy vẫn là 5 nhà BA sóc đều. Vâng, làm 150 gỗ cho nó mát. Vâng, ăn được hai móng ruộng đến từ bài đấu NO1. Vâng, NO1 đang có một tuần quần to đẩy lên. Vâng, cái quần quần to kia. Vâng, ba con rùa đang đi bóc máy. Vâng, đang gây độ khó chịu nhất định tại nhà mình. Vâng, tại nhà mình NO1 đang đẩy sâu vào. Vâng, số lượng cung rùa là không quá đông. Vâng, tôi nghĩ nở ra một tuần nữa thì mình có thể bắt ngược lại được. Vâng, 5 nhà BA, 1 nhà sắp đầu nhà sắp cháy rồi, không biết là có mang dân lên đây có thể xây lại không. Vâng, có lẽ cần phải mang nông dân ra gõ lại một tuần. Vâng, các bạn thì vẫn không kịp rồi. Oh.
Vâng, có lẽ vẫn là một thế trận mà sẽ đẩy về cái thế đổ nhà dành cho cả hai bên. Vâng, No 1 đang ốp quân lên nhà Hoàng Minh Nhi. Vâng, nhiều đội bạn đang bay ruộng chính. Vâng, No 1 bay ruộng chính trước và Hoàng Minh Nhi ruộng chính anh vẫn đang có thể ổn định. Vâng, No 1 chuẩn bị én dân ruộng chính và chơi bị mất bay gỗ này. Vâng, để ruộng chính thì mình có một con cung thừa đi vào thì phải. Vâng, ruộng chính mình, à ruộng chính các bạn đang có cung thừa đi vào. Vâng, thêm bãi quả tại cánh bên này. Ở những cái bãi quả này khi mà đội bạn truy đuổi đám nông dân cũng sẽ phát hiện ra sớm rồi, nhưng mà bú được chút nào hay chút đấy. Toàn bộ nông dân của mùa 4 đã dạt nhà rồi. Vâng, đều là một thế. Vâng, đẩy một thế trận và quản lý bản đồ. Vâng, buổi tối hôm nay hai game thủ có những tình huống đổi nhà là khá nhiều. Vâng, như đổi nhà thì cảm thấy là bên mình vẫn là thơm hơn. Hà bài 57. Đây, để ý dân bãi quả kia không biết đã ăn chưa. Ở đây, cần phải cho nó bú ngay. No 1 đang đứng đốt, đang đứng đốt nhà BA của Hoàng Minh Nhi. Vâng, bắt tên quân to của No 1 trong tình huống này. Bắt được. Vâng, bên mình đang có thế giàn. Vâng, bên kia No 1 đốt nhà A và có lẽ mình phải vâng, một thiết kế một chiếc nhà tại trong nhà. Vâng, một thế trận mà dường như là mình là người nhiều dân hơn, còn No 1 là nhiều người nhiều quân hơn thì phải. Thang máy 50 đến từ Hoàng Minh Nhi. Vâng, No 1 cánh. Vâng, tại nhà No 1 vẫn đang có khá đông cung R và tại nhà của Hoàng Nhi vẫn đang có một kích cung. Vâng, thứ tham lai của No 1 là một tham lai cung R nhiều hơn, còn dân thì không quá nhiều. Vâng, vẫn là những vâng lực của thời Hoàng Nhi đang rất khỏe khi mà thời điểm mình không sóc dân, không sóc quân. Vâng, sẽ là 5-6 nhà bè, như vậy là bãi quả trên này mình bị phát hiện rồi. Vâng, không biết là dân của No 1 có chạy vào một tên không. Vâng, bãi quả này. Vâng, bên trong không thấy những cơ sở đến từ dân. Vâng, cảm giác No 1 khi mà én dân cũng khá khéo. Và một bản đồ trên map nào tôi cảm giác đi dò cũng hơi mất tay. Vâng, và tân cung rửa tại nhà mình thì bị bắt rồi. Bãi quả kìa. Vâng, tham ai 58 đến từ Hoàng Minh Nhi. Như vậy hiện tại thì Hoàng Minh Nhi anh vẫn có thể sóc đều được với 5 nhà BA. Vâng, dựa thực những tất cả những cơ sở đều có. Lực đang rất khỏe thì cho Hoàng Minh Nhi. Màu 4 tiếp tục có một tần quần đẩy lên nhà BA thì phải, tôi thấy những chấm màu 4 bằng cái khoanh gỗ trên kia. Những tình huống quản lý bản đồ khá rát đến từ No 1. Có lẽ thời điểm này tôi nghĩ là nông dân No 1 chạy về nhà chính có thể phát triển lại rồi. Khi mà ruộng của No 1 là một những quanh ruộng, còn nguyên những cái móng ruộng tại nhà. Tình huống đấu tất quân tại đây chăng? No 1 dường như đang có tình huống đấu tất quân lên đây. Vâng, cẩn thận tên này đâu bạn, có tình huống dàn quân và sẽ tình huống vẩy e. No 1 đang tạo thế thì phải. Rồi, tên này mình ém được rồi. Một thằng này vẫn không nở lên quá to dành cho Hoàng Minh Nhi. Thằng này vẫn đang giữ mức ổn định ở trên 5x. Đến kia mình nghĩ là No 1. No 1 có những cơ sở ăn gỗ nó hơi kín như vậy, không biết là nằm. Vâng, đi xung quanh cái mảm đồ mắt la này chưa thấy chiếc nhà BS ăn gỗ khai thác rừng đến từ No 1, nhưng mà đồ bạn vẫn có thể sóc đều châu quân. Đây, những móng ruộng đến từ màu 4 này. À đây, bãi quả. Một bãi quả sát ngay nhà BA người cầm màu 4. Và sự tình huống này. Vâng, không để ý trong tuần này. Vâng, để cho No 1 bú nguyên cái bãi quả tại cái chiếc nhà BK. Một tình huống vẩy e đến từ No 1. Vâng, may sao tuần này vừa bạn vẩy không quá khét. Bảo sao lượng lực của No 1 vẫn khỏe khi mà thời điểm bung nhà và không phát hiện ra nhiều cơ sở. Hóa ra No 1 khai thác cái bãi quả ngay chiếc nhà BK. Thật sự là cái bãi quả kia nếu như mình có thể đi công. Vâng, đi công thì No 1 cũng sẽ dễ có thể thủ lại thôi. Ngay nhà A được sự chịu sự bảo kê từ những con cung R. Vâng, sẽ đẩy về thế trận và mình sẽ bắt lẻ những tên cung R của No 1 trước. Vâng, chỉ cần bắt lẻ dân và bắt lẻ quân.
Vâng, một thế trận mà diễn ra, vâng, diễn ra đang rất căng trong một thế trận và hai game thủ đang quản lý bản đồ. Tham lại là 6-5 của Hoàng Mai Nhi. Tình huống bây giờ mình bắt được một tấn quân khá to đến trên góc 12 giờ. Nó một đang có tình huống bắt ngược lại tên này. Vâng, dần bãi quả đã xong rồi, không biết còn ở dưới kia vẫn còn có một đôi voi để mình có thể bú hoang. Thời điểm này chắc chắn nông một có thể những cơn dân quay lại nhà chính có thể phát triển trở lại. Sau vài phút bà Hoàng Nhi anh không quản lý cái nhà chính của nông một. Khẳng định là nông một cũng chỉ làm ruộng chính thôi, không có những cơ sở bên ngoài nhiều. Vâng, cho đợi xem. Vâng, tại nhà chính của nông một. Vâng, nông một quay lại nhà phát triển.